Liên tiếp các vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện trong thời gian gần đây đang khiến dư luận hoang mang. Theo các cơ quan chức năng, thì tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, biến thể ở nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau. Lo ngại nhất tại các huyện vùng biên giới, do điều kiện sống còn khó khăn, cha mẹ không có điều kiện để quan tâm chăm sóc con cái. Vì thế mà nguy cơ trẻ em bị xâm hại tình dục ở đây ngày càng cao. Đây là đối tượng Lù Văn Phương, sinh năm 1965, vừa mới bị công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 4 tuổi. Theo lời khai của Phương, khi thấy bố mẹ nạn nhân đi vắng, chỉ có cháu bé ngủ trong buồng nên đã nảy sinh ý xấu. Theo đại diện cơ quan chức năng, các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em phần lớn là những người thân, người quen và có cả người trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em như bố đẻ, thầy cô giáo. Không chỉ trẻ em gái mà nhiều trẻ em nam cũng bị xâm hại. Đối tượng xâm hại đến các cái trẻ em nam đấy mà diễn ra một cái thời gian tương đối là dài. Thế mà có những cái bố mẹ các cái nạn nhân thì nhận thức được đây là cái hành vi xâm hại trẻ em, tình dục trẻ em, nhưng có những cái gia đình lại không nhận thức được đấy là cái hành vi xâm hại trẻ em. Đấy, mà mặc dù cái hành vi đó đã xâm hại đến con mình rồi. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã xảy ra 12 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Điều đáng nói là mặc dù liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại tình dục trên địa bàn, nhưng chính bố mẹ nạn nhân vẫn chưa thực sự quan tâm đến con cái. Còn chính quyền cũng vào cuộc để tuyên truyền, cảnh báo cho người dân để phòng tránh tình trạng này. Vẫn còn cứ nghĩ là cái việc đấy còn lâu mới xảy ra đối với trên địa bàn của mình. Đấy nên là kể cả cấp ủy chính quyền cũng như là bản thân là vai trò là người mẹ, đấy, rồi là cộng đồng xã hội, người bố và các thành viên trong gia đình vẫn còn xem nhẹ cái vấn đề bảo vệ trẻ em. Là phải cương quyết xử lý đối với các cái hành vi này. Và cũng đề nghị với mọi người dân khi mà có những cái hành vi như thế này thì cương quyết là phải tố giác các đối tượng đến cơ quan công an để điều tra làm rõ. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, trung bình mỗi năm có 1.600 đến 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong đó số trẻ bị hiếp dâm chiếm đến 65% và số trẻ bị xâm hại tình dục nhiều lần chiếm tới 28%. Lo ngại hơn là phần lớn các vụ xâm hại diễn ra tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi mà trẻ không được trang bị những kiến thức, kỹ năng về giáo dục giới tính để tự bảo vệ mình.